Ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Ta sẽ đi bắt cóc tất cả những trẻ con ở cái thế giới này. Đầu tiên, ta sẽ sang Việt Nam bắt cóc trẻ con ở Việt Nam trước. Những cái tên nào mà xấu tính, xấu xa, đi học hay trêu bạn bè, trơn bạn bè, dậy muộn, đặc biệt là học dốt. Học càng dốt thì càng nhanh bị bắt, học càng giỏi thì cũng càng nhanh bị bắt. Có khi còn bị ta bắt đầu tiên đấy. Cho nên là các ngươi hãy trốn thật kỹ vào nha, đừng để ta bắt được. Tháng đùa thôi các bạn ơi, các bạn đừng có lo nha. Đây chính là tháng biến thành đây. Nhìn này, tháng biến lại này. Đó, đây mới là tháng này. Còn cái con phin gờ mà nó dọa các bạn ở đầu video ấy là do tháng biến thành đấy. Hả? Cái gì? Các bạn không tin á? À? Không tin thì nhìn đây, tháng lại bên này con phin gờ cho các bạn xem. Đó. Uầy, dầm, thấy chưa, giống y như thật luôn. Là nhìn cái con phin gờ thật, nó nhìn thấy mình. Uầy, nó còn sợ ấy, chứ không phải là mình sợ nó. Wow, đây là lúc nó bắt được các bạn. Bây giờ là mình sẽ đi tìm con phin gờ thật mình bắt cho các bạn xem. Đùa thôi, bây giờ là mình sẽ đi tìm tất cả các skin VIP ở trong game Duck. Những cánh cửa, bên này là cánh cửa 001. Mà cánh cửa 00, lúc ấy mình cũng thấy cái bạn kia đi qua. Nhưng mà mình phải đi lần lượt từ sơ nhỏ sang cho to. What? Cánh cửa 000 này để lúc khác mình sẽ mở sau. À nhưng mà từ từ đã. Đây nè, ở đây là người ta cho những cái skin free luôn. Cho cả cái cỗ xe, máy cây, máy cúng, máy xúc gì đây. Ui, 350 Robux. Thôi, mình không phải là đại gia nên mình không có tiền mua. Buồn lắm. Còn bên này là cái trượng thanh giá này, cũng không có tiền mua đâu. Khiếp, ở trong game thật mua ít tí tiền thôi mà trong game thật 300 Robux luôn, chứ người à. Bên này là cánh cửa 001, nên là mình sẽ đi sang cái cánh cửa 000. Mà bạn này, biến thành cái con gì đây các bạn ơi? Cái con này nó cái quái vật gì mà mình chưa nhìn thấy bao giờ nhỉ? Nhìn nó giống cái con lợn ở trong Minecraft. Có mấy cái mồm của nó là có nhiều răng thôi. Làm gì đấy, định dọa mình á? Mình có sợ đâu, mình biết nó là do người biến thành rồi, có phải là con quái vật đông mà rồi dọa thắng. Đây nè anh em ơi, có cái chuyện này đúng không? Ôi trời ơi, tưởng cái chuyện này người ta cho free nhưng mà không phải, lại mất tiền thì mình sẽ tiếp tục cái con đường của mình, kéo cần ca xuống để mở cánh cửa này lên. Wow, ở trong này là có cái gì đấy các bạn ơi? Đây là một cái vương miệng đúng không? Ui, oh my god, cánh cửa này nó đóng sầm lại rồi. Nhưng mà mình mở được cái con gì này các bạn ơi? Cái con này nó là cái con gì đây mình không biết luôn. Con này nó chỉ có một sao mà thôi. Các bạn cho mình hỏi tên của con này nó là con gì mà mình không thấy nó bao giờ. Nhìn nó có vẻ giống như là một con mèo mắc màu vàng, con mèo Ai Cập. Đợi mình đi. Uầy, định làm gì? Wow, nó là con Finger. Nhưng mà con Finger này nó lạ lắm. Con Finger này nó kiểu vung vung vắng vắng màu tím tím. Đây là phòng của con Finger này các bạn ơi. Mình chỉ chơi được đến cái phòng con Finger này thôi, xong là mình bị con Finger nó bắt. Đây này, mình cứ thấy cái huân chương là người ta sẽ tặng cho mình một quả cái skin khác luôn. Xin luôn. Wow, con gì đây, con gì đây? Không biết cái con này là con gì luôn. À, lúc không phải đâu. Không phải, mình cứ tưởng là cái con này này nó nâng cấp thành cái con này cơ, nhưng mà không phải. Không phải thì thôi, mình sẽ biến thành cái con này luôn. Wow, anh em ơi, con quái vật SCB gì đây? Ui, nhìn nó có nhiều răng như thế này, như kiểu nhìn kỹ thì giống đây là con Zumbo đấy. Nhưng mà con Zumbo làm sao mà xấu như này? Con Zumbo nhìn nó còn đẹp gấp vạn, gấp 100 lần. Người của nó toàn những con ký sinh trùng nhộng nhộng chui trong. Ủa, bạn nào mà sợ nó chắc là sợ lắm ấy. Wow, nó dọa mình kìa. Thôi, xấu hoắc ra nên là mình sẽ biến trở thành con người luôn. Các bạn để ý hộ mình nè. Đây, ở trên kệ kia. Không phải, đầu trên kia nó là cái bóng đèn hay sao nhở? Không phải đâu các bạn ơi. Nó là cái vương miệng đấy. Mình sẽ nhảy lên đấy, nhưng mà từ từ đã. Wow, có mấy con mắc nó trên tường này này. À, tự nhiên mình nhớ ra rồi, lúc lên mà cái con mà kiểu tím tím vương vương ấy, con đấy là con Grick. Ơi, đây là cái gì đây, cái que lến à? Đâu nhở? Đây, nó đây này các ơi, các bạn trả lời giúp mình cái con quái vật này là con quái vật gì, hay là game Duck có phiên bản mới rồi, đây là người ta đã ra phiên bản mới rồi, bây giờ có những con quái vật mới mình không biết luôn. Wow, bạn này còn biến thành cái con mắc luôn nè, con mắc phiên bản bay. Từ khoan á, trong này có nhiều đồ quá anh em ơi. Đây, wow, con figure này nó lạ lắm nha. Đây này anh em ơi, con Finger phiên bản 1 sao. Mở luôn. Oh my god, con Finger. Nhìn cái quả đầu của nó như kiểu là cái quả bí. Con này thì tại vì nó 1 sao nên là nó không có răng, nó không có mồm, mắt của nó cũng không có. Các bạn ơi, chắc quả đầu của nó là đầu đất rồi. Nó cũng không có cái gì đáng sợ đâu. Wow,
nó vẫn bắt được người đấy nha. Bên này còn cái vương miệng này. Wow, mở được cái bộ xương scare à? Cái này thì không phải mở rồi, không có gì đặc biệt. Con secret. Đấy. Wow, vừa bảo nó xong là mình mở được con secret luôn. Mở luôn con secret này, nhưng mà con này một sao nhìn nó buồn cười quá, nhìn tu. Nhìn nó kiểu như là nó xuất hiện ở trong game Minecraft nó sang bên này ấy. Ê, cái tên kia cùi quá, không biết được thấy ai luôn, cứ chạy loang quang kìa. Cùi quá là cùi luôn. Ở trên này còn đời vương miệng đây không biết mở. Mình sẽ bay đến đây. Mở nó luôn nè. Wow, con này là con gì đây các bạn ơi? Con gì mà lại 2 sao à? Hay là nó là con Skrit xong bắt đầu nó nâng cấp 2 sao thì nhìn nó như thế này ta? Thôi kệ nó đi, bảo kệ không kệ được. Nhìn nó cứ tù như thế này xấu hoắc ra. Đây, mình thấy một cái vương miệng khác rồi. À, Slack con luôn cái vương miệng khác này. Wow, con này nó là con gì nhỉ? Nó có một mắt, chắc chắn nó là con xích rồi. Nhưng mà con xích này là phiên bản 2 hay là phiên bản đều hay là phiên bản đẳng cấp? Mình nhìn cái phiên bản của cái con này có nhiều gai ở tay, nhiều gai ở đầu với cả nhiều răng như này, chắc nó là con xích phiên bản mới rồi. Ê, sao cái dáng đi của nó như kiểu là cái tên xác ướp Ai Cập nhỉ các bạn ơi? Chân tay của nó bị làm sao đây? Nó cái quý mà nó không hoạt động được, nó chỉ đi được như cái dáng như thế thôi. Wow, con Fingo này là Fingo 5 sao nha. Rồi, từ giờ là mình con nào mà 5 sao là mình sẽ mở con nào mà 1 sao mình không thể mở luôn. Biến luôn con Fingo. Oh my god, anh em ơi, đây là con Fingo 5 sao. Trời ơi, nhìn sợ quá đê các bạn ơi. Con Fingo này nó không có da, không có thịt, nó chỉ có xương mà thôi. Nhưng mà sao cái răng của nó lại dính vào cái xương được nhỉ? Ờ, đúng rồi, răng nó dính vào xương chứ có răng nó có dính vào thịt đâu mà. Đẹp quá, con Fingo Scare. Từ. Ờ, đầu này vẫn còn một cái skin này anh em ơi. Mở luôn. Wow, đây là skin thiên thần à. Cái này là chắc là chắn là 1 sao, không có gì nổi bật rồi. Các bạn ơi, ở trên đỉnh lóc cái kệ sắt này là có cái sách này, là có một cái, có một cái, uầy. Oh my god, mình cao quá, mình còn nhìn được ra cả ngoài luôn anh em ơi. Woo, đây là skin tên sách như nào, chả liên quan gì đến mấy cái nhân vật trong Dog nhỉ. Thôi, bây giờ là mình sẽ đi sang cái căn phòng khác đây. Thôi, mình phải biến trở lại thành con người, không làm mấy bạn người chơi khác nhìn mình khéo này chạy mất dép, quát cả game ra không chơi nữa là to luôn. Ở trong phòng này hết kẹo đấy, mình phải sắp cái phòng này là mình đi rồi mà. Lên trên kia. Lên trên này có một cánh cửa đưa mình sang một căn phòng khác. Đâu nhở? À đây, cánh cửa số 12. Số 11 người ta, số 11 mình còn chưa cái đi mà người ta đã cho mình sang số 12 rồi. Nhưng mà đây có cánh cửa. Kêu mình các bạn ơi. Có ai không giúp tôi với? Cơ ơi, không giúp. Ui các bạn ơi. Nó không có bảng tên nha. Chắc chắn nó là con Fingo thật rồi. Bây giờ mà mình chui lên là nó sẽ lưỡi của mình mất nữa các bạn ơi. Cứu mình. Oh my god, nó là con Fingo thật nè. Bây giờ nó đuổi mình. Ui, mở được một con skin rồi. À, con này con Felix. Oh, lên. Oh, các bạn ơi, cứu mình các bạn ơi. Cứu. Con Fingo nó bắt mình rồi. Uầy, đây con trưởng. Oh my god. À, con này là con trong Rainbow Friend cơ mà. Ui. Đừng. À, có cái bàn ở đây rồi, nên là nó không thể bắt mình được đâu. Uầy, anh em ơi. Ui, đừng có đùa với mình chứ. Đừng có đùa. Ê, bây giờ nhảy lên cái kệ này như thế nào? Ui, hay quá. Được rồi. Trên này. Wow, oh my god. Một lúc mình mở được rất là nhiều skin luôn nha các bạn ơi. Nhưng mà cái con Fingo kia nó cứ đuổi mình. Tha cho mình đi. Ui ôi. Đây rồi. Lên trên này chắc là không sang được đâu, bởi vì là cánh cửa nó thấp lắm, nó không biết chui. Con glitch, mình vừa mà được con glitch xong mà sao mà không thấy nhở? Ơ, đừng có đù mình, đây mà. Con glitch 4 sao luôn anh em ơi, nhìn đây này. Wow. Nhưng mà nhìn nó chả có cái gì mà đẹp cả, nhìn chỉ lạ mắt thôi, khác màu với những cái con quái vật khác thôi. Xena luôn mình mà được những con gì nhỉ? Con này. Cái con này nó là cái con trong những người bạn cầu vồng cơ mà sao bây giờ nó lại chui gầm bàn như này các bạn ơi. Nó còn đây. À, không phải đâu các bạn ơi. Cái con này nó xuất hiện đây để nó bán gì? Bán đèn pin này, bán chìa khóa này, bán cây thanh giá này, bán nọ thuốc này, bán đá FM và bán cả cốc nữa này. Người ta đang chơi game này vào đi buôn bán. Còn con gì nữa không ta? Còn con nhện này, con nhện nữa này. Nhưng mà cái con nhện này nó chỉ là cái con nhện bình thường thôi. À, con nhện này giống con nhện ở trong game Minecraft các bạn ơi. Ở trên này có cái chìa khóa này. Cầm luôn cái chìa khóa này để mở phòng bí mật đúng không? Xin luôn cái vương miệng. Ôi dồi ôi, cái con mèo xanh xanh này thì làm cái gì đấy? Ủa anh em ơi, khéo rớt xuống đây là to luôn nha. Từ từ,
mình có cái chìa khóa rồi, bây giờ là mình sẽ đi tìm cái cánh cửa nào để mở ra đây các bạn ơi. Đây này, chìa khóa này này. Hay là mình sẽ nhảy xuống cái đường cầu thang này ta. Ủa, kìa. Ở kia có bạn này kìa. Oh my god, từ xuống này, đây này. Oh, đây là trốn vào trong tủ. Chứ mình cầm cái chìa khóa này để làm gì đây các bạn ơi. Đường này là đường cụt rồi. Đường cụt rồi thì mình phải đi ra ngoài thôi. Chứ mình không thể lang thang ở ngoài lại được. Đây, đầu kia có cánh cửa 001. Đừng, cánh cửa 002 nè. Nè, đuổi đi nè, còn đâu mới sang được đây nhé. Nhưng mà trong này, wow, trong này là có quả xe này rồi. Quả xe này đầu tiên người ta bắt mình mua bằng tiền đây. Nhưng mà mình lại không lấy được nó ở cái màn này. Đừng. Trên này có những cái màn. Trong này mình vào rồi, anh em ơi, cứu mình. Hết phòng rồi, bây giờ mình phải đi sang một cái phòng khác thôi. Phòng 2 này là mình vào rồi, bây giờ là có chìa khóa nhưng mà chả còn cái phòng nào nữa. Ok, mình sẽ quay ngược lại nha. Tay thì cầm chìa khóa rồi. Ê, nhưng mà không thể ra được bởi vì là cái cánh cửa này nó cũng đã đóng sầm lại rồi. Thì bây giờ ta phải đi tìm một cái cánh cửa khác thôi các bạn ơi. Còn cái cánh cửa là không ta. À, nhìn thấy rồi, que thanh giá này các bạn ơi. Que thanh giá này có mất tiền không ta? Vẫn mất 300 Robux thôi thôi. Tốt nhất là không mua, không có tiền. Cứ gạ mình, luồn gà mình đi mà. Đã hoàn thành xong những căn phòng ở cánh cửa 000. Bây giờ là mình sẽ quay sang cánh cửa 001 đây. 001 có ai thì giơ tay lên. Ui, có con quái vật nào mà nó đã phá tường, nó nhảy từ bên này sang bên này đúng không? Nên là mình sẽ đi từ bên này sang cho nó an toàn. 003 kìa. Ui, sao to tí nhỏ, biết đi đường nào đây. Có cánh cửa để mình chọn. Đây. Wow, con rắc, nhưng mà con rắc này nó lạ lắm. Nó không phải là con rắc màu trắng mà nó là con rắc màu hồng, anh em ơi. Wow. Thì ra lúc ấy là mình nhìn nhầm mà. Mình nhìn cứ tưởng cái con này nó là cái con mắt cỡ. Ê, nó to quá nên là nó không thể đi ra ngoài cái cánh cửa này được rồi. À đây rồi, nó ra được rồi. Đi đường nào đây? Bên căn phòng này còn căn phòng 004 nữa. Vào đi bạn ơi, vào mạnh lên. Không vào được thế là mình phải biến trở lại thành con người thôi. Một cái vương miện ở trên giường này này các bạn ơi. Wow, con này nó là cái con gì nhỉ các bạn ơi? Con Glitch nè, con Glitch, nhưng mà nó là phiên bản buồn cười hơn à? Phiên bản trẻ trâu, phiên bản bão thủ à? Phiên bản mèo cắt tông cắt, hay là nhìn cái mặt của nó thì mình nhìn nghe có vẻ giống con Haki Waki hơn? Hay là con Glitch Haki Waki kết hợp lại với nhau thì nó biến thành như thế này đây. Rồi, đã màu đen xương thế này thì nó lại còn đen xì hơn. Nào, vương miện. Wow, con mắt, nhưng mà con mắt này nó lạ lắm. Con mắt này nó là con mắt chủ, con mắt đại ca đấy anh em ơi. Nào biến lại. Wow, sáng xóa chưa. Con mắt này mà nó mỏng dính như tờ giấy này. Ít dân mình nhìn nó phải dày, nó phải ngầu lắm mà. Nó chiếu lóe hết cả mắt nên là các bạn bị ngáo rồi. Lại mở ra được một con rắc nữa. Con rắc này nghe có vẻ nó lại là con rắc bình thường. À không phải đâu, nhìn nó giống con rút hơn. Đâu rồi nhở, con rút hay là con rắc đây? Đây, nó vẫn là con rắc mà, nhưng mà con rắc này nó là con rắc màu trắng này. Mình lại mở được con một mắt, nó là con xích. Sao nào, con xích này là con xích mấy sao đây? Đây, con xích này, nhưng mà nó đã kết hợp với cái con mắt gần lên là đầu của nó có rất là nhiều mắt luôn. Mồm của nó không thấy đâu cả, nó chỉ có mắt thôi. Và con mắt giữa của nó, con mắt chính của nó thì nó rất là to luôn nha. Con xích này đi rồi, trong này là trong phòng cụt rồi. Nên là đi ra ngoài thôi các bạn ơi. Cái tay của nó bị làm sao cứ cứng đơ như kiểu là cái thanh củi. Chắc là mình chặt một phát là nó gãy thôi. Ở trong này là có một cái vương miện nữa này. Mở luôn. Cái con này, con này giống trong Minecraft này luôn ấy. Mà mình bảo giống cái con lợn ấy. Đâu à? Đây. À không, nó là con quái vật pink các bạn ơi. Con quái vật pink trong Rainbow Friend, nhưng mà phiên bản live với cái con lợn. Đấy, mới có một lúc thôi mà mình mở được rất là nhiều skin này các bạn nhỉ. Đó, gần 20 skin luôn. Và skin tháng thứ nhất đó chính là skin con finger bộ xương này đây. Ok, cái video ngày hôm nay của tháng tới đây là kết thúc rồi nha. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau. Còn bây giờ là bye bye.